Hôm nay chúng ta sẽ tập phối hợp tam giác nhé. Eugene, tại sao cậu không tập? Vâng. Anh thì chỉ biết mỗi từ vâng thôi. Tập đi rõ chưa? Phối hợp tam giác. Tam giác là gì ạ? Ý ông là tôi sẽ được đá chính trận tới à? Đá chính cái gì? Phối hợp tam giác là truyền bóng cho đồng đội rồi di chuyển. À, hiểu rồi. Sao ông không gọi nó là sút cầu môn cho tiện? Ôi lạy Chúa, tại sao tôi lại ký hợp đồng với anh ấy chứ? Vâng, tôi hiểu. Hiểu cái con khỉ. Hãy nói cho tôi biết xem cả tháng vừa rồi anh học tiếng Tây Ban Nha được những gì nào. Chào buổi sáng. Tên tôi là Mesut Ozil. Sergio Ramos còn dạy tôi chỉ bậy đấy. Ông có muốn nghe không? Thôi đủ rồi. Từ đầu tiên mà anh phải học cho kỹ là dự bị. Dự bị anh hiểu không? Này Ozil, lại bị thầy mắng hả? Không sao, tôi sẽ giúp cậu. Cậu cần một cái micro và chúng ta sẽ hát nhép. Hát nhép là gì? Có phải là một loại thịt nướng kiểu Tây Ban Nha không? Tôi muốn thử. Thôi làm ơn đừng nói gì thêm, để tôi chỉ cho cậu. Nào Ronaldo, tốt lắm, bên này ép vào, ép vào. Tôi có thể vào tập chứ? Cái gì, Ozil đây sao? Tất nhiên rồi, thậm chí tôi còn nói giọng Madrid luôn nếu ông muốn. Thế cơ mà. Trời, cậu nói cả tiếng lóng, mà sao cậu nói giống Ramos vậy? Cái gì cơ? Ý ông là người đang nói là Ramos đúng không? Tôi không có ý đó. Thế thì tốt, bởi vì tôi không phải là Ramos. Ramos đang đứng ở đằng kia kìa, trong bụi rậm cách ông 2 mét đấy. Ôi ngạc nhiên chưa, tôi là Ramos đây. Ông có thể đừng mắng tôi bằng tiếng Tây Ban Nha được không? Giờ cậu sẽ làm gia sư cho Ozil và cả hai sẽ nghỉ trận tới. Chúng mình tiêu rồi, xin lỗi vì đã làm liên lụy tới cậu. Không sao, đằng nào thì trận tới cũng chỉ là Ajax thôi. Ôi trời, sao cậu hiểu tôi nói được tiếng Tây Ban Nha? Cậu lừa tôi à?